Tài xin chào anh chị cô chú ha. Thì cách đây 2 tháng Tài có review một lô đất với giá là 3 tỷ 9 ha. Nay chủ rất là cần tiền và rất là thiện chí bán. Giảm chỉ còn 3 tỷ thôi ha. Với tổng diện tích là 4.940 m2. Xin mời tất cả quý anh chị cô chú cùng đón xem lại cái căn nhà vườn ngày hôm nay ha. Rất thích hợp để cho anh chị nào mà yêu thích mình mua về mình làm nhà vườn, mình nghỉ ngơi nghỉ dưỡng ha. Ngày hôm nay Long Hoài xin giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất vườn có hồ cá, có nhà, có cây ăn trái, có chỗ để chăn nuôi. Những cây cảnh thì có giá trị, những cây ăn trái thì đang cho quả ngọt. Thửa đất vườn ngày hôm nay có tổng diện tích là 5.000 m2, trong đó bề ngang thửa đất của chúng ta tới 50 m, mặt tiền đường ha anh chị. Và mảnh đất này hôm nay nó cực đẹp anh chị ạ. Cuối đất của chúng ta là một cái đồi. Hướng đất của chúng ta là một cánh đồng ruộng lúa mênh mông. Đặc biệt thửa đất ngày hôm nay nó rất sát với lại con đường liên tỉnh, đó là con đường Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình. Thì từ vị trí thửa đất ngày hôm nay anh chị cô chú mình di chuyển tầm khoảng 1 km thôi, mình đã ra tới con đường Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình. Ngay chỗ đó thì có chợ, có trường học, có ủy ban và xung quanh ở đây thì rất là nhiều nhà vườn anh chị. Đó, ngay đó là có nhà thờ nè, rồi Bách Hóa Xanh nè, siêu thị nè, rồi ủy ban nè. Tiện để di chuyển về biển, từ vị trí thửa đất ngày hôm nay di chuyển về tới biển Vũng Tàu, anh chị cô chú mình mất chỉ tầm khoảng gần 30 km là di chuyển về tới biển Vũng Tàu rồi ha. Di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh mất tầm khoảng 65 km thôi. Và nếu như từ vị trí thửa đất ngày hôm nay di chuyển ra cho tới trung tâm của huyện Châu Đức là thị trấn Ngãi Giao, anh chị cô chú mình mất chỉ khoảng gần 3 km thôi. Và đường xá giao thông kết nối rất là thuận lợi. Không khí thì cực kỳ mát mẻ, yên bình, có nhà sẵn rồi, có hồ cá, có cây ăn trái, có chỗ để chăn nuôi và những cây cảnh có giá trị. Long Hoài xin kính mời anh chị cô chú mình cùng xem hết video ngày hôm nay ha. Bề ngang của chúng ta là từ đây, từ cạnh này nè anh chị, đổ qua bên này á, là mình được 50 mét mặt tiền ha. Và cạnh bên này thì mình được 100 mét. Đó, cạnh bên kia mình cũng được 100 m, ở sâu mình cũng được 50 m luôn. Nói chung sổ là vuông vắn và thực tế đất của chúng ta là rất vuông vắn luôn ha anh chị. Hướng này anh chị cô chú mình chạy tới đây, quẹo ra tới ngay chỗ đây đó, ngay chỗ có đường dây điện đó, đó là một con đường nhựa ha anh chị. Quẹo hướng này thì mình sẽ về cho tới đường quốc lộ 56, còn quẹo hướng này á, là mình sẽ ra cho tới trung tâm của xã Bình Giã đó. Con đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh là nằm hướng đó ha, và cách chỉ 1 km thôi. Cái view của mình nó cực kỳ đẹp, đứng từ vị trí căn nhà vườn ngày hôm nay mình có một cái view đồng ruộng lúa mênh mông, và hiện tại thời điểm này là đang chuẩn bị gặt lúa, bao những bông lúa chín đang trĩu trĩu hạt ra hết rồi và chuẩn bị gặt lúa anh chị. Sát ở đây thì cũng có một dòng suối nhỏ cho nên không khí nó cực kỳ mát mẻ. Rồi di chuyển ra những cái tiện ích để mà phục vụ cho nhu cầu sống của con người thì chỉ khoảng 1 km thôi. Trên trục đường này nè, anh chị cứ chạy thẳng một trục đường, không có quẹo nữa ha. Chạy một trục đường thôi là mình đã ra tới con đường liên tỉnh rồi. Và hướng đó anh chị cô chú mình quẹo hướng đó thì mình sẽ về tới Xuyên Mộc, về tới biển Hồ Tràm. Vị trí thửa đất cách biển Hồ Tràm là tầm khoảng gần 30 km ha. Còn nếu như anh chị cô chú mình quẹo bên tay phải màn hình thì mình sẽ ra tới trung tâm thị trấn Ngãi Giao, cách trung tâm thị trấn Ngãi Giao khoảng 3 km, và chạy thẳng nữa thì mình sẽ ra tới khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, Sân Gôn Châu Đức, Đồi Cù xuống Nghệ, cách tầm khoảng 6 km. Còn nếu như anh chị cô chú mình ở quốc lộ 51 Lọc Hóa Dầu Long Sơn hoặc là cảng nước sâu Cái Mép thì vị trí căn nhà vườn ngày hôm nay cách Lọc Hóa Dầu Long Sơn, cảng nước sâu Cái Mép tầm khoảng gần 20 km thôi anh chị. Và từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị cô chú mình di chuyển về đây thì mình mất tầm khoảng dưới 70 km thôi, tầm khoảng 65 km thôi hả anh chị. Không khí đây cực kỳ mát mẻ. Đầu tiên thì trước đây thì mình có một cái cổng rào rất là chắc chắn, kiên cố. Và bề ngang của nó là được khoảng gần 7 m hả anh chị. Rồi, ở đây á, thì có cây ăn trái nè, đầy đủ những loại cây ăn trái, xoài nè, rồi sâu bu chê, bơ, bưởi, sầu riêng, mít, vú sữa, rất là nhiều loại cây ăn trái, có nhà sàn nữa, nhà sàn. Rồi phía trước của chúng ta là có hồ cá tiểu cảnh. Hiện tại anh chủ đất này anh đang nuôi cá dưới đây và thả bông sen, bông súng dưới đây nữa để mà cải thiện bữa ăn, lấy rau sạch ha anh chị. Đây thì một tiểu cảnh. Rồi những hàng dừa, những bụi bạc hà, những vàng mướp, những cây chuối.
Ngay bên này là cây bằng lăng, gốc bằng lăng, gốc rất bự luôn. Ưu điểm là thừa đất ngày hôm nay nó đã rào ranh giới lại hết rồi. Ranh là tới đó hả anh chị? Tới cái mé bên đó, mé đó chạy thẳng lên đây. Phía sau của chúng ta là một cái ngọn đồi ha, cái ngọn đồi. Đó, ngọn đồi nó chạy xuống như đây. Cái đoạn đây thì nó bằng. Đoạn đây bằng bằng ra tới ngoài cánh đồng ruộng lúa của chúng ta luôn. Có nghĩa là đất gần gần ruộng lúa, nhưng mà theo Long Hoài nghĩ vào mùa nắng là vào mùa mưa là mình sẽ không có bị ngập, là do là đất của chúng ta nó cao hơn những cái đồng ruộng, cao hơn những cái cánh đồng ruộng lúa. Đất của chúng ta nó cao hơn. Đoạn đây nó bằng ha, mà nó cao hơn cánh đồng ruộng lúa. Phía sau thì nó có cái đồi. Đó, nó chạy xuống. Tới đỉnh đồi là tới ngay chỗ vị trí cuối ranh giới rồi anh chị. Lát nữa Long Hoài xin đưa Lê Cao lên trên cao để anh chị cô chú mình hình dung ha. Đây thì cũng có cây sa ri, cây cóc, đầy đủ những loại cây kiểng và cây ăn trái hết vậy. Vú sữa, vú sữa trồng nhiều lắm, tầm khoảng gần 10 cây vú sữa, xoài. Đây thì có ngăn nhà ha, nhà sàn này rộng khoảng cỡ 60 m². Ở dưới thì có quầy bếp chỗ nấu ăn. Bước lên cái cầu thang đó thì mình sẽ lên cái căn nhà ở trên, căn nhà sàn ở trên ha, cũng rất rộng rãi. Rồi khoảng sân phía sau, toilet thì ở phía sau. Toilet nhà tắm hai cái ở phía sau ha, chỗ giặt đồ, chỗ rửa chén, bồn nước. Có chỗ để nấu bếp củi. Ở trong thì chỗ nấu bếp ga, ở trên đó là cái nhà sàn, mở hai cánh cửa đó ra là mình ngủ ở trển được ha, trển mát, kế bên có cái cây. Trên đây là bắt đầu là dốc lên trên ha. Thấy đất này nó cũng hay hay anh chị. Đứng ở vị trí ngay chỗ đây là mình chiêu được cái cánh đồng ruộng lúa mênh mông. Khung cảnh rất là bình yên. Còn đây là toàn cảnh hình ảnh ở trên Flycam về cái căn nhà vườn của chúng ta ngày hôm nay nha quý anh chị. Ở trước nhà mình thì có một cái ao, và bên kia thì có một cái chuồng để nuôi những con vật ha. Có thể quý anh chị sở hữu về thì mình có thể nuôi gà. Ở cái ao này thì đã có cá sẵn rồi quý anh chị. Một cái nhà sàn, nếu như quý anh chị nào mà mình sở hữu về mình có thể mình xây thêm một căn nhà nữa, tại vì ở sau đất của mình còn rất là nhiều đất quý anh chị ha. Một không gian rất là tuyệt vời luôn. Ở phía trước á, thì view ruộng lúa. Ở phía sau á, là lưng từ đồi ha, đồi núi ha. Đó. Từ vị trí của thửa đất của mình mà di chuyển ra chợ, ra trung tâm của xã Bình Giã cũng khá là gần. Quý anh chị vui lòng cố gắng xem hết video để mình nắm rõ về thông tin thửa đất ha. Hình ảnh trên Flycam trên độ cao tổng quát để cho quý anh chị có thể nhìn hết của thửa đất của mình ha. Ở sau này thì chủ cũng không trồng gì, chỉ có trồng những cái bụi cây cỏ để mình cho dê, cho bò ăn thôi quý anh chị. Đó, mình về mình có thể mình trồng thêm những cái cây ăn trái ha. Thì ở ngoài, ở sau này thì chủ cũng đã trồng những cây ăn trái rồi. Nó từ vị trí của lô đất của mình mà di chuyển một đường thẳng là mình ra tới khu dân cư của xã Bình Giã quý anh chị ha. Đó, trước màn hình của quý anh chị là nói chung là ở đây thì đầy đủ mọi cái mặt hàng để nhu yếu phẩm để cung cấp cho cuộc sống của
gia đình ha. Nếu như quý anh chị ở bên đạo Thiên Chúa Giáo thì ở đây thì rất là nhiều nhà thờ. Đó, mình có thể mình đi nhà thờ cũng được ha. Nó di chuyển một đường thẳng là sẽ vào vị trí đất của mình. Còn nếu mà di chuyển theo hướng này thì quý anh chị đi về biển Hồ Tràm Hồ Cốc ha. Từ vị trí đất của mình mà đi di chuyển về biển Hồ Tràm Hồ Cốc thì khoảng tầm 15 km quý anh chị ha. Ở đây thì cực kỳ là yên tĩnh, mát mẻ. Quý anh chị nào yêu thích về nhà vườn mà mình muốn một cái không gian yên tĩnh để mình nghỉ ngơi thì Tài nghĩ cái là cái thửa nhà vườn hôm nay rất là thích hợp ha. Khu dân cư, đường xá thuận lợi. Từ đây mà ra trung tâm ngoại giao cũng rất là gần quý anh chị ha. Đó, đây là sổ của thửa đất, đất nằm ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sổ đầu tiên là 4.387 m² ha. Sổ thứ hai đây ha. Trích lục bản vẽ của thửa đất. Thông tin quy hoạch của thửa đất quý anh chị ha. Đất của mình thì ranh giới đã rõ ràng hết rồi. Còn đây là vị trí của thửa đất quý anh chị ha. Đất của mình thì ưu điểm nó nằm gần với đường Bình Giã Quảng Thành ha. Ở đây thì nếu như quý anh chị di chuyển thẳng thì có thể đi về đường Bình Giã Quảng Thành ha. Đi vô Quảng Thành nè. Đó, trung tâm của xã Quảng Thành. Còn như quý anh chị muốn đi biển á thì mình đi theo trục đường này. Đó. Mình di chuyển ra đường DT765 mình đi biển Hồ Tràm Hồ Cốc cũng được ha. Nói chung là đường giao thông thuận lợi hết. Đó. Còn quý anh chị muốn đi chợ thì mình ra ngay khu trung tâm của xã Bình Giã này. Nó di chuyển một đường thẳng là mình ra tới trung tâm của xã Bình Giã. Di chuyển theo hướng này thì quý anh chị đi vào Xuân Sơn, đi Xuyên Mộc, đi biển Hồ Tràm Hồ Cốc ha. Đó. Tài cũng sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo ha.